Kính thưa quý vị, dư luận Việt Nam lên án hình thức xử lưu động. Cái chết đột ngột của một thanh niên không muốn bị đưa ra trước phiên tòa lưu động khiến người dân tỉnh Quảng Nam bàng hoàng. Lần đầu tiên hình thức xử án công khai giữa bàn dân thiên hạ bị dư luận chỉ trích. Có người cho rằng xử lưu động không khác hình thức đấu tố, thiếu nhân tính đã xuất hiện ở miền Bắc Việt Nam từ những năm 1954 kéo dài cho đến nay. Theo báo Tuổi Trẻ, một thanh niên tên là Nguyễn Thanh Khê, cư dân huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam, đã uống thuốc độc tự tử trước giờ bị đưa ra xử trước một phiên tòa lưu động ở huyện nhà. Nguyễn Thanh Khê bị kết tội dùng điện thoại di động hù dọa một học sinh lớp 9 trong xóm để lấy 3 triệu đồng, tương đương với 150 mỹ kim. Hồ sơ điều tra của công an địa phương nói rằng, ông Khê bảo em này đưa tiền chuyển cho một băng đảng để không bị họ giết. Vụ án được chính quyền huyện Phú Ninh lên kế hoạch xử lưu động ngày 20 tháng 12 năm 2013, 3 tháng sau ngày Nguyễn Thanh Khê bị bắt. Tuy nhiên, bị cáo đã tự tìm lấy cái chết trước giờ bị điều ra tòa, có lẽ vì quá xấu hổ. Báo Tuổi Trẻ dẫn lời ông tổ trưởng nơi Nguyễn Thanh Khê trú ngụ nói rằng, Khê thường ngày hiền lành, chưa phạm tội, cũng không rượu chè, trộm cắp, quậy phá. Mẹ ruột của nạn nhân, bà Đinh Thị Khiêu cho rằng, Khê bị bạn bè xúi dục và đã biết hối lỗi sau khi lỡ phạm tội tống tiền một cậu bé. Người ta chưa quên phiên tòa xử lưu động tại quận Thủ Đức kết án hai bảo mẫu, mỗi người 3 năm tù về tội hành hạ đánh đập 4 trẻ em hồi tháng Giêng năm 2014. Phiên tòa quy tụ hàng ngàn cư dân địa phương bảo nhau mang cà chua, trứng thối ném vào hai bị cáo. Nhiều tràng pháo tay vang dội, hoan hô lời kết án bị cáo trước phiên tòa. Theo bà Dương Thị Thu Hà, Phó Chánh án Tòa án Cần Thơ của thành phố này đã mở 76 phiên tòa xử lưu động riêng trong năm 2013. Bà Thu Hà cho rằng, xử án lưu động là để răn đe, giáo dục người phạm tội hoặc người có ý định phạm tội và nâng cao sự hiểu biết pháp luật của người dân. Tuy nhiên, theo ông Bùi Quang Nghiêm, Phó Chủ nhiệm Luật sư Đoàn Sài Gòn, nói rằng các vụ xử lưu động đặt bị cáo cùng gia đình họ trước một sức ép tâm lý khủng khiếp, vượt khỏi khả năng chịu đựng của con người. Theo ông, đã đến lúc cần phải chấm dứt các vụ xử lưu động vì thời buổi này, việc tuyên truyền pháp luật không còn khó khăn như thời xưa.